Chào bạn đã trở lại với kênh Quan Này Sai. Thì ở đây mình sẽ tiếp theo cái bài giảng sẽ ghi bài giảng kiếm tiền online nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần mà sử dụng cái phần mềm đăng tin quảng cáo tự động. Phần mềm đó có tên là AdSense. Thì cái phần mềm đó các bạn vô đây các bạn tải ha. Mình ở dưới cái video này mình có để cái link để các bạn tải cái phần mềm này về. Thì cái phần mềm các bạn bấm vô đây nè, cái phần applet nè, đăng tin tự động nè, các bạn bấm vô. Thì các bạn bấm vô rồi các bạn đây nè, đây tải bạn dùng thử 7 ngày. Thì các bạn bấm cài cái bản này nha, cài bình thường như những cái chương trình khác mà thôi. Thì này có những cái gì? Ở đây dễ dàng sử dụng, liên tục cập nhật chức năng mới, dùng thử 7 ngày nè, thanh toán trực tiếp ra đây nè, các bạn lưu ý nè. Khi mà đã sử dụng hết 7 ngày rồi á, thì thằng này phí gia hạn là 100.000 tháng. Thì nó có những cái chức năng gì như đăng tin lên nhóm nè, ở đây bạn bè rồi quỹ kết bạn rồi kết bạn ha, rồi đăng tin tự động hay là quỹ kết bạn tự động như đó, quét email gì đó, còn là fan nè, rồi comment nè, rồi túc can nè, nó tóm lại nó rất rất là nhiều chức năng. Thì ở đây mình đã cài rồi, mình phần chương trình này mình cài rồi đây lên. À, chưa. Rồi cho nó cài lên đi. Một số bạn thắc mắc ở đây cái chiến dịch nha các bạn. Ở đây cái phần khi mà mình đã có hoa hồng rồi, trên 200k rồi á thì nó sẽ chuyển về như thế nào? Thì các bạn ở đây có 1 2 3 4 5 6 tab. Vô tab thanh toán ha. Ở đây nè, thông tin tài khoản ngân hàng, các bạn bấm vô thông tin. Rồi, ở đây là thông tin của mình nha. Các bạn muốn nhập thông tin của mình cũng được. Có tài khoản nó chuyển cho mình chuyển ngược lại bạn cho. Thì có một số bạn nói anh nói sao mà em bấm vô, các bạn thấy nè, bấm vô màu đỏ, bấm không lên thì hết. Thì sao đây, các bạn bấm vô chỉnh sửa đi, các bạn bấm vô chỉnh sửa đó. Thì bây giờ đó, các bạn muốn chọn gì chọn, rồi mình lưu lại thôi. Rồi thì có một số bạn làm được cả tuần rồi mà không thấy có hiệu quả gì hết, mình cũng không hiểu tại sao luôn. Mình nói cái chiến dịch đó cực kỳ dễ làm, cực kỳ dễ kiếm tiền mà các bạn làm được mình không hiểu. Thì ở đây có các bạn thấy là có vô số chiến dịch đúng không, thì các bạn cứ làm thử đi. Đó, vô số chiến dịch thì các bạn nhớ ở đây là các bạn cứ đăng ký hết ha, hết hết những chiến dịch đi. Để tại nó có những cái chiến dịch đó nó đợi đợi duyệt rất là lâu. Rồi quay trở lại cái phần mềm này đó. Ở đây là ban đầu thì số các bạn bấm là số cái điện thoại đúng không? Số điện thoại hay email gì đó, email của các bạn. Cái này thông tin là thông tin ở trên Facebook các bạn á, từ Facebook đó, đăng nhập như thế nào thì các bạn nhập vô đây y chang vậy thôi. Ở đây mình đã đăng nhập rồi. Ở đây không, mình sẽ cho che cái thông tin lại nhé. Đó, thì nó vô cái giao diện chính như thế này. Ở đây nó cũng nói là bạn dùng thử 7 ngày nữa ha. Ở đây mình thanh toán như thế nào? Thanh toán qua Internet Banking đó, thì được 33 ngày. Nên sử dụng mình đang tải website này, website mới nhất của nó. Và ở đây các bạn bấm vô tab bạn bè. Ở đây bạn bè các bạn thấy nè, đăng tường bạn bè, đăng tường tát tát ảnh tương tác bạn bè, kết bạn từ UID, kết bạn từ số điện thoại, rồi xác nhận kết bạn. Bên đây còn nữa nè, quỹ yêu cầu kết bạn ở đây gì nè, chúc mừng sinh nhật gì đó. Thì các bạn thấy ở đây nè, khi mà mình tương tác bạn bè mình đâu có rảnh đâu, đâu có thời gian rảnh đâu mà kéo lướt lướt like like, thì mình sẽ tương tác ha, tương tác ví dụ mình bấm vào tương tác này, thì cái file của mình mới tạo chỉ có 24 người thôi, thì bây giờ mình sẽ bắt vào tương tác những người này ha. Đó, mình sẽ chọn like cho lớp, mình bắt đầu đó, thì nó đang xử lý đó, các bạn để đây, các bạn đi uống cà phê gì thôi, nhưng các bạn nhớ cái thời gian nên để từ 60 đến lớn hơn 120 ha, từ 60 đến nhiêu đây thì mình sẽ chọn đây. Sau khi tạm dừng 30 bài tạm dừng
mình chờ 25 phút thôi, tạm dừng khi lập lỗi 30 phút. Rồi thì nó ở đây các bạn muốn like comment nó từ bao nhiêu tới nhiêu các bạn cứ bấm vô đây thôi, không thôi nó tự động nó làm cũng được. Còn cái là ở đây ở trên file nè, mình có nói một bài viết sáng mình viết rồi ta. Các bạn đã tại sao khi tăng tường cá nhân mà không có ai quan tâm hết? Thì ở đây có hai vấn đề. Một là cái danh sách các bạn không chất lượng. Hai là cái profile các bạn chưa đạt, chưa full bạn. Thì tìm tìm bạn chất lượng tìm như thế nào? Ở đây mình có cái một cái file mới. Cái file này mới tạo sáng thôi. Thì cái file này mình tạo thì mình chỉ muốn kết bạn với những người ở thành phố thôi để mình làm cái chiến dịch về về tài chính. Thì mình sẽ chọn những người ở thành phố và chọn chọn như thế nào. Đây, mình thoát này nha. Đây cái file mới tạo sáng thôi. Thế này mới có mình mới có đâu cái chơi ở trên cái trang này nãy mình mới có 24 bạn thôi. Thì ở đây có một cái là kết bạn từ UID, gợi ý ở đây có hai cách kết bạn. Một là các bạn kết bạn theo UID. UID là gì? UID là như thế này các bạn, ví dụ mình có một cái file Excel đây. Mình có cái file này đó, nó chia ra ở đây thì cái file này lấy từ đâu, lấy từ trên Facebook về thôi, thì nó sẽ sổ cho bạn nè. Ở đây là UID Facebook nè, tên nè, nó sẽ sổ ra hết nha. Rồi họ gì nè, cái nickname, có nickname, có nick face, Zalo, giới tính nè, tuổi nè, ngày sinh, email, số điện thoại, địa chỉ, nơi sinh, loại gì đó. Thì mình sẽ quan tâm tới ví dụ ở Bắc Ninh thôi. Bắc Ninh này mình đang test cái email để mình gửi cái chiến dịch việc làm. Ví dụ bây giờ mình muốn kết bạn những người thành phố thôi. Ví dụ ở đây ta. Ví dụ ở đây mẹ biển đi. Ở đây mình làm rồi. Mình chọn khác. Profile. Ở đây là ví dụ như mình lấy các bạn này đi, lấy bạn này. Thì nó như thế này. Đây Bắc Ninh, wow, Bắc Ninh Hải Dương, bất ngờ ngay cái chiến dịch mình cần luôn. Rồi ok, ví dụ mình lấy này, mình muốn muốn là ở thành phố đó. Bây giờ mình sẽ các bạn nè, đưa cho chuột ha, đưa tới cái dòng đầu tiên thì cho nó hiện là màu đen nè. Các bạn bấm vô data nè, bấm vô filter nè để nó lọc lại thôi. Thì mình sẽ lọc cái thành địa chỉ, rồi bấm select all này. Mình đang cần ở ở thành phố. Wow, ở đây là không có thành phố luôn. Rồi mình sẽ bỏ này ha, tại này nó không không có cái chỗ mình cần. Ví dụ ở đây phạm thị thanh dân tự cái này vừa đi thôi. Cái này cái file của mình lọc hồi nãy rồi. Mình save lại đây đi. Ví dụ mình lấy các bạn
lấy đại thôi nha bạn. Cái này mình những này mình chưa làm. Phải mở lên đây mẹ mình sửa Facebook mình sẽ yêu cầu ở đây nó có một cái đây mình sẽ chọn như đây mình sẽ bỏ này đi ví dụ ở đây mình để là địa chỉ đi mình hy sinh nó cột đầu tiên à, nhiều thôi chủ yếu cái cột này đó, bây giờ mình sẽ quét này nha các bạn thấy nè cho nó đen đen này lên nha rồi bấm vô data bấm vô filter đó mưa tên và chọn cái này thôi chọn select all rồi bây giờ mình sẽ chọn thành phố Hồ Chí Minh hy vọng là có đây có nè lộn một cái nó ra luôn lại các bạn thì làm này một ngày các bạn kết bạn khoảng có 500 bạn à, thì cái danh sách các bạn khoảng có một tuần thôi là gần đầy muốn full giỏi lắm là mình sẽ chạy khoảng giỏi lắm nửa tháng thôi là full 5.000 bạn rồi à, mình thấy như các bạn đăng tường chỉ có khoảng có 1.000 2.000 bạn bè thôi thì các bạn đăng lên tường Facebook là không không ăn nhậu gì hết thấy nhà bạn đăng lên mà họ không có một like nữa làm sao mà làm này được
Rồi còn các bạn chiến dịch các bạn muốn chạy đâu thì các bạn cứ chọn nó thôi ha. Nếu mà danh sách này không có ok thì mình sẽ xóa và mình sẽ kết bạn những bạn khác. Rồi, ok. Đó, thì bây giờ mình đã lọc ra toàn thành phố Hồ Chí Minh hết. Nhưng mình quan tâm cái UID này. Đây, mình quan tâm chỉ là quan tâm cột này thôi. Mình sẽ copy cột này. Rồi mình sẽ mở cái chương trình Notepad lên. Rồi mình dán nó vô. Mẹ em sửa yêu con. Rồi mình sẽ save lại. Ở đây là mẹ bị sữa yêu con. Nhưng mà thấy nè, ở đây nó có vui đi nè, các bạn thấy có bao nhiêu bạn này. Ba mươi lăm ngàn 327 thành viên thì các bạn có các bạn hết những cái này nổi không? Mình nghĩ là không đúng không? Nên mình sẽ chia nhỏ vài lại. Danh sách bạn thì mình rất là nhiều. Làm này cũng dễ mà. Đây, mẹ em sửa yêu cầu. Giờ mình sẽ cho nó vào một cái folder đi. Mẹ yêu cầu. Yêu ID đi. Cho này vô đây đi. Rồi mình sử dụng một cái phần mềm để mình chẻ thằng này ra. Hồi nãy ba mươi mấy ngàn đúng không? Mình sẽ chia ra 20 file. Rồi ở phần các bạn chọn cái file đó. Cái chương trình này test speed learn các bạn. Đó, mình ở phần nó ra. Rồi các bạn muốn chia này bao nhiêu, bây giờ mình chia ra thành 20 file rồi cho nó nằm ở đâu thì mình nhấn nhạy thấy nó vô đó thôi. Start. Rồi đã xong rồi, vô thằng này lại xem nào. Thì mình đã chia nhỏ ra thành 20 file các bạn. Thì bây giờ mình vô cái chương trình này. Đó, ở đây gợi ý kết bạn từ UID nè. Các bạn bấm vô đây nè. Mở danh sách từ UID đi. Bấm vô đây. Đưa nó được cái đường dẫn đó, tới cái file của các bạn thôi. Rồi mình chọn phát một có phần nữa nha. Đó, thì ở đây nó lọc được có 29 nè. Kỳ vậy ta. Mình xóa này ra đi. Mình chia khoảng cỡ 5 thôi. Dẫn vô đó, bấm Start. Rồi, vô đây chọn lại. Được 117 kỹ đó. Rồi, kệ đây. Rồi, các bạn bấm vô bắt đầu thôi. Thì các bạn lưu ý nè, thì cái thời gian các bạn nên để từ cái khoảng này nha. Em để là 241. 65 giây. Rồi, bấm bắt đầu. Đó thì cái chương trình nó tự động, các bạn thấy nè. Ở đây tất nhiên cái hàng đầu tiên là lỗi rồi. Hồi nãy mình để là chữ UID mà sao tìm được.
Rồi khi đợi cái thời gian này xong á thì nó sẽ nhảy ở đây thì tự động nó kết bạn thôi. Còn thời gian còn lại các bạn điếu cà phê đợi là nó xong thì mình mở thằng UID khác mình thảy vô. Còn tương tác này cũng vậy các bạn. Rồi tiếp theo là đăng nhóm nè. Đăng nhóm. Ví dụ ở đây mình sẽ có tại này mình mới có tham gia cái mấy nhóm này thôi tại cái phay phay mới. Thì bây giờ mình đang chạy dịch là quảng cáo việc làm đúng không? Thì bây giờ ở đây mình Hà Nội việc làm Hà Nội này mua bán nhà đất thì không ai ấy rồi. Nhưng mà tay không có rồi. Bằng sữa tâm sự Eva du lịch là không có rồi. Gia vốn nè. Tìm mình đồng hành du lịch là việc làm tài chính nè. Kiếm tiền tài với mình không thật. Đó. Thì ở đây cái nội dung thì các bạn soạn cái nội dung này thôi ha. Các bạn soạn cái nội dung đây. Nội dung cái gì thì các bạn soạn ở đó thôi. Rồi các bạn chọn những cái nhóm này ha các bạn, chọn những nhóm này. Rồi các bạn chọn nội dung, giả sử có ảnh á thì bấm vô ảnh. Ảnh nào. Bây giờ bấm vô đây nào. Ảnh nào. Tab giả lập. Giả lập link. Giả lập là cái link Facebook của mình á. Rồi bấm ảnh các bạn ảnh nè thì cái những ảnh các bạn lưu ở đâu đó thì các bạn chọn ở đây thôi thì nó sẽ lót ảnh ra cho các bạn thôi đó, này không quan trọng à, lên này cũng không quan trọng giờ là ảnh đăng nhiều ảnh bôi đen ảnh để chọn nhiều rồi chọn nhiều ảnh ví dụ bây giờ mình sẽ chọn ảnh nè. Ảnh thì các bạn đăng ở đâu thì các bạn lưu ở đâu thì các bạn lấy nó ra thôi. Mình sẽ lấy hai này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thử nha. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhàn đúng không? Mình ở đây mình sẽ chọn nhóm trước cho cái bài đăng của mình. Các bạn chọn nội dung và chọn ảnh. Xong bấm bắt đầu. Đó, thì này nó đang xử lý nè. Đó, nó đang load ảnh ha. Cái ảnh của mình hồi nãy đây nè các bạn thấy nè nó đã load ảnh nó ra đúng không thì chiến dịch này mình có thể là lưu lưu cái bài viết của mình lại nó tìm được cái việc là Hà Nội nè thì tự động nó đăng lên cho mình thôi nhưng ở đây là tạm dừng bài đăng ha cái thời gian các bạn lưu ý nha cái thời gian thì từ 200 cho đến 300 giây các bạn làm cái thời gian này ít hơn thì cái file của các bạn nó bị lỗi đó không không đăng được được gì đâu thì để thời gian này cao lên rồi đây xong có tab đăng nha bạn bè hồi nãy mình đã nói rồi nha bạn bè nói rồi còn comment fail cái này mình không quan tâm rồi, bây giờ cũng tương đối nhiều rồi đó có các bạn thấy hồi nãy like này đúng không mình đã chọn tự động nó like thôi chỉ một cái thằng này thì mình sử dụng được rất là nhiều tính năng bạn bè nè kết bạn nè, quỷ các bạn nè, tương tác nè, đăng nhóm nè. Rồi các bạn thấy cái chương trình này vậy 100k trên tháng. Có xứng đáng không? Ừ. Chỉ cần 10 cái đơn hàng sinh nhật là xong rồi. Rồi, có cái gì các bạn thắc mắc thì cứ comment dưới cái video này nhé. Mình sẽ trả lời. Rồi, chào các bạn. Sun fading, sky gazing, stars are the jewels of the night. Hidden behind a horizon, into the